Cảm ơn chư vị khán giả của đài vẫn còn giữ làn sóng với vấn đề chúng tôi. Chúng tôi đang nói chuyện về cái quan niệm về tội trong mỗi tôn giáo. Bây giờ đến Phật giáo thì xin thưa quý vị là thật sự ra thì cái chữ tội ở trong Phật giáo nó không nhầm ở chỗ là phạm vào những cái vị lãnh đạo tôn giáo hay là riêng cho một đối tượng nào, nhưng mà cái lỗi do lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình nó ảnh hưởng vào cái định luật của thiên nhiên, của trời đất. Cái gì mà liên hệ đến con người và thiên nhiên và con người, nếu mà nói cho nó rõ ra gọi là cái vận hành của định luật nhân và quả. Cho nên căn cứ vào đó thì tội ở trong Phật giáo, Đức Phật dạy rằng con người, một là mình làm ác, hai là mình sai khiến người khác làm ác, và ba là mình có xu hướng vui theo những cái người làm ác. Nhưng mà nếu cho rõ ra thì con người chúng ta có ba cái hành động, động tác, đó là thuộc về lời nói, về cái miệng của mình nói, về cái hành vi cử chỉ hành động của mình và về cái ý nghĩ của mình. Và nếu mà nói về cái thân hành động thì nó có ba điều, và nếu phạm phải thì gọi là mang tội, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Và nếu mà nói cái miệng của mình phạm phải cái điều lỗi đó, đó là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Và nếu mà nói cái ý, cái tâm của mình thì nó có ba, đó là tham, sân và si. Như vậy thì hễ ai trong chúng ta, bất cứ không phân biệt ai đông tây nam bắc, và bất cứ một cái người nào mà phạm phải những điều như vậy thì được định nghĩa là tội. Thì như vậy khi vướng vào đó rồi thì gặp phải cái trở ngại gọi là gieo nhân không tốt. Nói không tốt là gieo nhân không tốt, làm không tốt là gieo nhân không tốt, suy nghĩ không tốt là gieo nhân không tốt. Thì gieo nhân không tốt thì gặt hái quả xấu. Thì do vậy cái tội cần phải tránh là vậy. Thì đó là cái khái niệm về tội ở trong dựa theo lời dạy Đức Phật mà bản thân tôi có thể hiểu được. Chúng tôi xin được qua một cái vấn đề khác của cái đề tài tội, đó là như vậy thì tội gần như nó có được xếp hạng với cái gì không tốt. Như vậy thì cái không tốt hay cái gọi là tội đó nó ảnh hưởng trong đời sống vui buồn sướng khổ tiến hóa của con người như thế nào trong cái khái niệm của mỗi tôn giáo mà dạy, mà nói cho chúng ta biết rằng cái tội nó ảnh hưởng như thế nào. Thì kính mời cha Trần Quốc Hùng. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, chắc là trong cuộc sống chúng ta không có sống riêng rẽ một mình. Mình luôn luôn sống với sự mà liên kết với những người khác, những người chung quanh, là con người không ai là một cái ốc đảo cả. Nhưng mà chính vậy, và trong cái sự mà những cái lầm lỗi của mình là không phải có ảnh hưởng đến mình mà thôi, nhưng mà còn ảnh hưởng đến những người chung quanh. Thí dụ như là khi nãy Hòa Thượng có nhắc nhở về vấn đề mà cái lời nói của mình, một người nghĩ là mình cứ nói cho nó đã miệng thì là cho xong thôi, là chỉ có nghĩ đến mình thôi, mà không biết rằng là cái lời nói của mình nó có ảnh hưởng đến người khác. Thí dụ mình nói nói hành nói xấu người khác, mặc dù một người là nghĩ là nói về cho đã miệng, nhưng mà thật sự nó đã gieo vào trong lòng của những người chung quanh, hoặc là những người chung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng không tốt đó, nên đã có những cái thành kiến về một người khác chẳng hạn. Nên hoặc là vì cá nhân của mình sống, nhất là trong gia đình chúng ta, chỉ có nghĩ, nếu mà ai chỉ có nghĩ về cái tôi riêng của mình mà đi tìm cái hạnh phúc riêng cho chính mình, mà không có quan tâm đến người khác, những người chung quanh, vợ con hoặc là chồng con, thì là nó đi đã gieo rắc vào những điều mà làm cho sự mà rạn nứt cái hạnh phúc ở trong gia đình. Nên không phải chỉ có cá nhân nữa, mà nên là tội nó có ảnh hưởng đến những người chung quanh rất là nguy hiểm. Nên chúng ta cần phải có sự mà xét mình thường xuyên, và đồng thời nhận ra những thiếu sót, những lầm lỗi để có thể là cải tiến đời sống của mình hơn, nhất là cái mối liên hệ giữa mình và những người chung quanh. Cảm ơn mục sư. Dạ, linh mục xin mời cư sĩ. Dạ, kính thưa hòa thượng, người ta bảo rằng cái phát bồ đề tâm, phát tâm từ bi là để làm sao để làm tốt sáng cho cái phụng sự cho đạo pháp. Nhưng mà cái bồ đề tâm á, là nó lớn lên với cái điều kiện là phải được một cái sự che chở của cái bóng từ bi, hoặc là nó được chứa chan của cái bồ đề tâm bởi một cái giọt hạt nước của mà ma ha. Thì với cái nhìn như vậy đó, thì khi mà cái chữ tội đó chúng ta bỏ dấu nặng, bỏ dấu sắc trở thành chữ tối, thì trong cái sự tối tâm
của một con người nhìn về một vấn đề, đối diện với một sự thật, đối diện với một một cái hành động và cử chỉ của chúng ta, trong cái nhìn Phật giáo Hòa Hảo bên Tứ Ân đó, thì thí dụ chúng ta có cái nhìn tối tăm đối với ơn sanh thành của cha mẹ là một cái tội. Là vì sao? Là tại vì bây giờ chúng ta thấy đối với cha mẹ mà chúng ta tối tăm, có nghĩa rằng chúng ta không có mang được cha mẹ một cái niềm vui, không có mang đến cái cha mẹ được một cái sự hạnh phúc, mà làm buồn phiền cha mẹ, là mang một cái sự ảm đạm là tội. Rồi cái sự tối tăm của mình đối với đất nước và dân tộc, đất nước dân tộc nó đang chìm đắm khổ sở thì đang bị tối tăm, mà chúng ta không có mang một ánh sáng cho đất nước dân tộc với một cái người công dân của đất nước là một cái tội. Rồi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng là các vị bậc giác ngộ đã cho chúng ta một con đường sáng để đi từ một người ác trở thành một người thiện, một người tối tăm trở thành con đường sáng. Nhưng mà chúng ta cũng vì cái sự tối tăm mà phụ ơn cái sự dạy bảo của Tam Bảo thì cũng có tội, và nhất là cái ơn cái thứ tư là ơn Tứ Ân. Và chúng ta tối tăm trên con đường của đồng bào và nhân loại, đồng bào và nhân loại xung quanh chúng ta lúc nào cũng giúp chúng ta trên cái con đường hành trình của một con người, là đi từ nhỏ tới lớn, rồi có sự chia sẻ hỗ tương với nhau trong đời sống hàng ngày qua tứ sự ăn mặc ở. Mà chúng ta trong cái sự tối tăm của chúng ta là chúng ta không có giúp lại được, và chúng ta còn hại những người xung quanh, hại bằng đủ mọi cách. Thì ở trong kinh Phật nói là lợi người lợi mình thì như vậy nó mới tốt. Nhưng mà bây giờ trong cái sự tội lỗi, trong sự tối tăm thì chúng ta chỉ có một con đường là chúng ta đi tới để lợi mình mà hại người. Thì đó là nó sẽ ảnh hưởng cho trước nhất là bản thân của chúng ta. Trong bản thân chúng ta muốn gây tội là trong bản thân chúng ta đã đau khổ. Rồi từ cái đau khổ đó nó mới sinh ra, nó gây tác hại tới đau khổ những người xung quanh, những người giờ gần mình nhất, rồi đến gia đình, rồi xã hội và quốc gia và dân tộc và cả tha nhân. Cảm ơn cái sĩ. Xin mời mục sư. Dạ, trong cái nhìn của Cựu Ước thì Thánh Kinh cho biết là 10 điều răn của Đức Chúa Trời ban cho loài người của chúng ta rất là rõ ràng. Có thể nói 4 điều răn đầu là con người phạm với lại Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa hay là cha của loài người của chúng ta. Ví dụ như là thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống thì con người thờ phượng những hình tượng, những điểu thú, những côn trùng, thờ mặt trời, mặt trăng hay là tất cả những loài thọ tạo, hay là dựng nên những thần tượng cho mình và cúi xuống để thờ lại. Rồi 6 điều răn con người phạm với nhau như là không hiếu kính cha mẹ, giết người, tham lam, trộm cắp và nói chứng dối chẳng hạn. Thì những điều đó lời Chúa rất là rõ ràng trong 10 điều răn. Rồi ở trong Tân Ước, Thánh Kinh cũng cho biết những tội như là tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Và Kinh Thánh khẳng định rất là rõ ràng, vì những phạm những tội này, và không phải chỉ phạm nhưng mà nó trở thành một cái lối sống, một cái con đường, một sự lựa chọn của con người mà không chịu ăn năn, không chịu quay trở lại để nhận biết mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và cần sự thương xót của Ngài. Vì phạm tội đó cho nên con người sống ở trong những cái mặc cảm tội lỗi, sống trong sự lo lắng sợ sệt, sống trong sự bất an và thiếu cái sự bình an ở trong lòng. Và cuộc sống không có một cái niềm vui, không có một cái hướng đi, một cái hy vọng cho tương lai. Cho nên con người cần quay trở lại với Đức Chúa Trời để được Ngài tha thứ, cần ăn năn tội để được tha. Vì tội phạm với Đức Chúa Trời thì chắc chắn là phải có một cái sự tha thứ của Chúa để tất cả những tội đó được tha. Cảm ơn sư. Đối Phật giáo thì cái tội là một điều xấu. Điều xấu nó ngược với cái điều thiện. Và điều xấu thì gieo nhân xấu, gieo nhân xấu thì phải gặt hại quả xấu. Do vậy khi nó nói xấu thì tự nhiên là tất cả cái gì bất an, đau khổ, bất như ý vân vân, tất cả cái đó đều là thuộc về xấu. Mà một con người sinh ra mà luôn luôn lúc nào cũng gặp cái xấu thì làm sao có thể tiến hóa được, làm sao có thể tạo dựng được hạnh phúc được, làm sao để có thể mình có thể vui được. Cho nên mình phải chuốc lấy cái sự đau khổ do cái hành động mình gieo, được gọi là tội, qua lời nói sai, qua hành động sai và sự suy nghĩ sai. Do vậy cái điều tội là một điều ảnh hưởng một cách khó khăn trên đời sống của con người.
Do vậy cái sự xuất hiện của tôn giáo nhắc nhở cho mỗi người của chúng ta làm sao để chúng ta có thể cải hóa được con người của mình, để tránh khỏi những điều gọi là tội mà theo Phật giáo gọi là có lời nói có 4, hành động có 3 và ý có 3. Lời nói có 4 đó là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Và về thân hành động là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, và khẩu và ý là không tham, là tham, sân và si. Do vậy 10 cái hành động đó tóm lại là con người đi trong cái khung đó mà hãy làm xấu thì bắt buộc phải ảnh hưởng xấu. Xin quý vị những vấn đề chúng tôi tạm dừng chương trình thảo luận trong chốc lát, sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại.